Kính chào quý vị, các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bảy chín con sông ở 9 tỉnh của Trung Quốc vượt mức cảnh báo, làm dấy lên lo ngại lũ lụt như năm ngoái. Kể từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã trải qua một số quá trình mưa lớn và 79 con sông ở 9 tỉnh miền Nam đã trải qua lũ lụt quá mức. Các quan chức Trung Quốc cho biết họ không loại trừ khả năng xảy ra tình trạng lũ muộn nhưng sẵn sàng ứng phó một cách khoa học. Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, theo dõi của Bộ Tài nguyên nước cho thấy 79 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, một số con sông vượt quá mức cảnh báo tới 3,32m. Trong tuần tới, dòng chính hạ lưu sông Dương Tử và mực nước hai hồ có thể dâng cao hơn nữa. Bộ Tài nguyên nước cũng cảnh báo rằng từ tháng 6 đến tháng 8, lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra ở trung lưu sông Hoàng Hà, một số hệ thống nước của sông Hải Hà và sông Tùng Hoa và có thể lũ quá mức ở sông Châu Giang, Tây Hồ Lake và Liao He River, và mưa lớn trong khu vực và lũ lụt có thể xảy ra ở sông Giang Tê và sông Hoài He. Wang Wei, Giám đốc Bộ phận Thông tin Kỹ thuật của Cục Phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng từ tình hình hiện tại, tình hình lũ lụt năm nay nằm trong mức bình thường nhưng không loại trừ khả năng diễn biến tình hình lũ lụt sau này, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khoa học. Wang Wei cũng cho biết Bộ Tài nguyên nước sẽ tăng cường tham vấn chung với Cục Khí tượng, chú ý theo dõi sự phát triển và thay đổi của điều kiện nước mưa, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, công tác phòng chống lũ an toàn hồ chứa và kiểm tra bảo vệ công trình đảm bảo an toàn phòng chống lũ. Theo Reuters, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961 vào mùa hè năm ngoái, đưa ra cảnh báo lũ lụt vào các sông và hồ lớn và đưa mực nước tại đập Tam Hiệp lên mức gần đỉnh. Theo thống kê chính thức, số nạn nhân lũ lụt ở Trung Quốc lên tới 63,46 triệu người và hơn 54.000 ngôi nhà bị sập. Giới truyền thông cũng bày tỏ quan ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết vào cuối tháng 4 rằng trong bối cảnh trái đất nóng lên, các thảm họa do thời tiết và khí hậu khắc nghiệt gây ra sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai và nguy cơ nhiệt độ cao, lũ lụt, hạn hán và các thảm họa khác sẽ gia tăng. Mới cuối tuần trước, thời tiết khắc nghiệt như mưa đá và mưa đóng băng đã xảy ra trong cuộc thi chạy marathon trên núi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, khiến 21 vận động viên thiệt mạng. Ngoài ra, một trận lốc xoáy đã tấn công Vũ Hán trong tháng này và một trận lốc xoáy khác ập vào tỉnh Giang Tô ven biển phía đông. Hai trận lốc xoáy đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Cảnh báo đỏ Huehue, tình hình lũ lụt khẩn cấp Gang Yeba bắt đầu xả lũ. Lưu vực sông Hoài Hà của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong nhiều ngày và mực nước tiếp tục tăng nhanh. Cục Quản lý nước đã đưa ra cảnh báo đỏ vào thứ hai và Wang Jiaba, được gọi là cửa đầu tiên của sông Hoài Hà trong 1.000 dặm, bắt đầu xả lũ, buộc đợt đầu tiên của hơn 2.000 người dọc theo bờ biển. Cư dân đã được sơ tán. Khi lũ sông Dương Tử chưa rút, tình hình lũ lụt trên sông Hoài Hà đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát Nguồn nước Hoài Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy ban Hoài Hà tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu đỏ cho đoạn Wang Jiaba của sông Hoài Hà vào lúc 11:30 sáng thứ Hai. Mực nước Wang Jiaba trên sông Hoài Hà ở huyện Phú Nam, tỉnh An Huy đã tăng lên 29,3m so với mực nước đảm bảo, rất quan trọng đối với sự an toàn của thân đập vào sáng thứ Hai và tiếp tục tăng với tốc độ 3cm mỗi giờ. Do đó, Ủy ban Hoài Lâm đã quyết định ngừng xả nước vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, 31 phút xả lũ để giảm áp lực thượng nguồn. Trước khi lũ lụt được giải phóng, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 2.000 cư dân ở hạ lưu quận Menghua. Lúc 7 giờ sáng thứ Hai, mực nước tại đoạn Wang Jiaba đến Hoài Nam của dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mức cảnh báo. Trạm Ye Wang Yang cũng đạt mức nước đảm bảo vào lúc 10 giờ 36 phút sáng và mực nước vẫn đang dâng cao. Cục Thủy văn đã nâng cấp cảnh báo cho đoạn Wang Yang Yang. Một cảnh báo màu cam được đưa ra về lũ lụt. Các đơn vị liên quan và công chúng được yêu cầu tăng cường phòng tránh và tránh nguy hiểm kịp thời. Do mực nước sông Hoài Hà tăng vọt và mực nước sông Dương Tử vẫn chưa rút xuống, tỉnh An Huy đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ lụt rất lớn. Chính quyền tỉnh An Huy đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Ủy ban Hoài Lâm cũng quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt lên cấp 1 bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Hai.
Trong 2 tuần qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn từ Trùng Khánh ở phía Tây Nam đến Thượng Hải trên bờ biển phía Đông. Một số khu vực dọc sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây đã ban hành cảnh báo lũ lụt tối đa. Một bài báo phân tích của tuần báo tin tức Trung Quốc được truyền thông Trung Quốc đăng tải hôm thứ Hai cho biết sông Dương Tử và sông Hoài Hà đã bị ngập cùng một lúc và 35 sông hồ đã vượt mức cảnh báo nước đã ngập đến cổ các phụ lưu của sông Dương Tử ở An Huy. Sông Hoài Hà dài 1.000 km chảy qua 5 tỉnh, dân số 165 triệu người. Lưu vực sông Hoài có mật độ dân số cao nhất trong tất cả các con sông ở Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và chế tạo nông nghiệp của Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc hoành hành trong nhiều tháng mà không giảm. Tứ Xuyên đưa ra cảnh báo kiểm soát lũ lụt cấp 1. Mưa lũ xối xả ở Trung Quốc đã tiếp diễn trong ít nhất 2 tháng và không có dấu hiệu dừng lại. Đồng thời, khu vực mưa đã di chuyển từ hạ lưu sông Dương Tử lên thượng lưu và thượng lưu sông Dương Tử như miền Bắc Trung Quốc. 38 nhánh ở thượng nguồn sông Dương Tử hiện ở trên mực nước cảnh báo với 19 nhánh trong số đó vượt mức nguy hiểm, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm thứ Hai, Tứ Xuyên nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử hiện đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Ít nhất 36.000 người buộc phải sơ tán đến nơi an toàn sau khi thành phố Yan vỡ bờ hôm thứ Hai khi sông Thinh Di, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Theo tin tức chính thức của Tứ Xuyên Online, thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 vào lúc 2 giờ 28 phút ngày 18 tháng 8. 3 giờ sau, toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên đã phát động cùng một mức độ ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tứ Xuyên, cảnh báo khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp cao nhất được kích hoạt. Các quan chức của Cơ quan Phòng chống lũ lụt và Hạn hán Tứ Xuyên cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt đang rất nghiêm trọng. Zhou Shengwen, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc giới thiệu tại cuộc họp báo Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện tổ chức rằng lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 63,46 triệu người trên khắp Trung Quốc, cao hơn 12,7% so với mức trung bình của 5 năm qua. Ông cũng cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra lên tới 179 tỷ nhân dân tệ, khoảng 25,82 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Số người chết và mất tích do lũ lụt là 219 người, giảm 54,8% so với mức trung bình của 5 năm qua. Zhou Shengwen dự đoán trong cuộc họp báo cùng ngày rằng mùa lũ chính ở Trung Quốc năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 9 và khả năng xảy ra thảm họa lũ lụt vẫn rất cao. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo rằng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa sẽ có lũ lụt rõ ràng ở thượng lưu sông Dương Tử, thượng lưu sông Hàn, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu của sông Hoàng Ghê, ở lưu vực sông Hai He, thượng nguồn của sông Nen Giang ở lưu vực sông Sông Liang, sông Tùng Hoa, sông Hun và thượng nguồn của sông Si Giang. Trung Quốc dường như đang trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong 49 năm qua trong năm nay và nó xảy ra trên toàn quốc. Lượng mưa và lũ lụt của Trung Quốc năm nay được cho là đã vượt qua trận lũ thảm khốc năm 1998 và đã diễn ra trên toàn quốc từ Nam chí Bắc. Nguyên nhân của nó là gì? Truyền thông chính thức Trung Quốc dẫn lời các học giả Trung Quốc cho rằng do nhiệt độ nước biển bất thường ở Ấn Độ Dương, lượng mưa quá cao, các sông vừa và nhỏ trở thành khu vực kiểm soát lũ yếu, dẫn đến những con đê nhỏ và những thảm họa lớn. Zheng Ji, một nhà văn Trung Quốc đương đại và là nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, đã viết một bài báo trên đài Á Châu Tự Do vào tháng 6 năm nay, chỉ ra rằng tần suất lũ lụt và hạn hán ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Điều này đương nhiên liên quan đến sự nóng lên toàn cầu do nhà kính gây ra ảnh hưởng, cũng như cường độ phát triển và phá hủy công trình. Ông tin rằng đặc biệt là trong 30 năm qua, phát triển là lời nói cuối cùng. Mọi thứ đều dựa trên tiền bạc, tôn sùng GDP cùng với quyền tài sản không rõ ràng, lãng phí tài nguyên và năng lượng, vàng nghiện ô nhiễm. Sự suy thoái của môi trường sinh thái Trung Quốc đã đến đỉnh điểm và lũ lụt hạn hán sẽ chỉ ngày càng gia tăng, hoặc hàng nghìn dặm đất đỏ, hoặc lũ lụt quái dị, hoặc lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc, hoặc hạn hán sau lũ lụt. Nói một cách ngắn gọn, không có thảm họa và sự tồn vong của đất nước Trung Quốc đã bị đe dọa rất nhiều. Tình hình lũ lụt ở Hà Nam lan rộng về phía Bắc và hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán và chuyển đi.
Lượng mưa lớn tàn phá Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam và các thành phố xung quanh trong nhiều ngày đang lan ra các tỉnh phía Bắc, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn cư dân thành thị và nông thôn. Mưa lớn ở Hà Nam đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 8 người mất liên lạc và hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Theo đài truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV và Tân Hoa Xã hôm thứ Năm, theo Reuters và một số báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, khi lượng mưa lớn dần di chuyển về phía Bắc, nhiều khu vực thành thị và nông thôn ở phía Bắc tỉnh Hà Nam bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo bão màu đỏ cao nhất cho 4 thành phố phía Bắc Tân Hương, An Dương, Hebi và Jeonju vào đầu giờ ngày thứ Năm. Khi đó, lượng mưa ở các thành phố này đã vượt quá 50mm vào lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Vài ngày nay, lượng mưa tích lũy ở tất cả các thành phố đã vượt quá 100mm. Những thành phố này và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn đang phải đối mặt hoặc đã bị ngập úng nghiêm trọng và các mối đe dọa lũ lụt. Trụ sở chính của Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ thảm họa An Gia ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Năm đã ban hành thông báo khẩn cấp rằng tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố đã bị đình chỉ. Tất cả các doanh nghiệp và cơ quan trong thành phố, ngoại trừ các nhân viên cứu hộ và cứu trợ thiên tai và nhân viên trực nhà, tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe đều đã được sơ tán. An Giang đã hứng chịu trận mưa lớn kể từ hôm thứ Hai và lượng mưa tích lũy đã vượt quá 600mm. Thành phố cũng đã sơ tán 73.000 người. Thành phố Tân Hương đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 812mm trong khoảng thời gian từ thứ Ba đến thứ Năm, nhiều lần phá vỡ các kỷ lục lịch sử của địa phương. Tất cả 7 hồ chứa cỡ trung bình ở thành phố Tân Hương đã làm ngập các con đê và nhấn chìm hàng chục ngôi làng và thị trấn gần đó. Trận mưa xối xả ở Tân Hương không chỉ khiến 470.000 cư dân thành phố là nạn nhân mà còn khiến 55.000 hecta hoa màu bị ngập lụt. Để giảm bớt tác động của thảm họa, chính quyền thành phố đã tổ chức một đội cứu hộ gồm 76.000 người. Trịnh Châu, nơi hứng chịu trận mưa xối xả trong gần một tuần, cuối cùng đã được thông thoáng vào hôm thứ Năm. Trụ sở Phòng chống lụt bão và Cứu trợ thiên tai Trịnh Châu ngay lập tức thông báo rằng mức ứng phó khẩn cấp của kiểm soát lũ lụt cấp 1 sẽ được hạ xuống cấp 3. Nhưng nước ngập sâu đến thắt lưng có thể nhìn thấy khắp nơi và một số tuyến phố trong thành phố vẫn chìm trong nước hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao su chở nạn nhân đến nơi an toàn. Một số người đội đồ đạc cá nhân lên đầu từ từ lê bước qua vùng nước đọng. Một số người đứng trên nóc ô tô chìm nửa nổi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp. Một phóng viên của Reuters tại Trịnh Châu đã quan sát thấy một chiếc máy xúc đang lái trên mặt nước mang theo một số nạn nhân được cứu trong người. Trịnh Châu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa lũ lụt do lượng mưa lớn này gây ra. Thứ ba tuần này, Trịnh Châu đã có một trận mưa lớn hơn 200mm trong vòng 1 giờ. Trong 3 ngày từ thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba, lượng mưa tích lũy của thành phố cao tới 617,1mm, gần như đạt lượng mưa thông thường hàng năm là 640,8mm. Một nhân viên cứu hộ được phỏng vấn bởi Reuters nói với điều kiện giấu tên, cho biết đội cứu hộ của anh ấy đã giải cứu khoảng 1.000 người từ một cộng đồng vào thứ Tư và họ định giải cứu 1.000 người khác vào thứ Năm. Một số người miễn cưỡng rời khỏi nhà của họ, miễn là họ có thức ăn, người cứu hộ cho biết, bởi vì nếu họ rời khỏi nhà, họ không có nơi để đi, nhưng nếu họ hết thức ăn, họ sẵn sàng đi cùng chúng tôi. Một người dân Trịnh Châu, họ Su, nói với Reuters rằng anh ta đã bị mắc kẹt nhiều ngày trong căn hộ cao tầng cùng vợ và hai con mà không có nước. Chúng tôi không có nước, không có điện và không thể tắm. Chúng tôi phải giữ nước dùng để dội nhà vệ sinh, người dân này nói. Tôi đã sống ở đây được nhiều năm rồi và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Ông Su cho biết gia đình ông đã kiên nhẫn đứng trước cửa căn hộ của họ, chờ tàu cứu hộ đến đưa họ đi. Trong số 33 người chết trong thảm họa lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, có 12 người chết trong hệ thống tàu điện ngầm Trịnh Châu, nơi bị ngập do mưa và không thể cứu hộ. Chính quyền thành phố Trịnh Châu tiếp tục giữ cho hệ thống tàu điện ngầm hoạt động bình thường. Sau khi trận mưa lớn đã được Cục Khí tượng Trịnh Châu ban hành ít nhất 5 lần cho đến 6 giờ chiều thứ Ba, khi bức tường chống thấm của tàu điện ngầm bị cuốn trôi và các toa tàu điện ngầm bị cuốn trôi. Việc tạm dừng dịch vụ chỉ được thông báo khi các làn đường và nhà ga đã ngập trong nước, khiến người ta lần lượt nghi ngờ về thảm họa tự nhiên hay nhân tạo. Mặc dù lượng mưa lớn ở Trịnh Châu lần này rất dữ dội, nhưng các biện pháp kiểm soát lũ lụt chậm chạp của chính quyền thành phố, các biện pháp ngăn chặn không đầy đủ ở khu vực đô thị chính và việc tắt tàu điện ngầm muộn cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước mưa chảy ngược và khiến hành khách trên tàu điện ngầm tử vong.
Tuy nhiên, số người chết chính thức đã làm dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một cư dân mạng cho biết, đường hầm Jingwang, một đường hầm dài 4 km đã bị nhấn chìm và san lấp trong vòng 5 phút. Những chiếc xe bị bỏ rơi, gần lối ra chạy hết và những người ở xa không thể tưởng tượng được nó phải tuyệt vọng như thế nào trong đường hầm. Theo số liệu của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến 3,04 triệu người tại 877 thị trấn thuộc 103 quận, thành phố, huyện của tỉnh Hà Nam, 33 người chết và 8 người mất liên lạc do thảm họa. Tỉnh đã di dời khẩn cấp 376.000 người đến nơi tránh nguy hiểm, đồng thời di dời khẩn cấp và tái định cư cho 256.000 người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 215,2 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 189 triệu đô la Mỹ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.